Hello nha anh em. Hôm nay Thanh lên bán một số đồ nghề Nhật Bản cho anh em cô chú bác. Có cái gì bán cái đó ha. Bên mình vẫn là ship code và chuyển khoản. Anh em cô chú bác nào chuyển khoản trước thì mình bao phí vận chuyển. Còn ship code nhận hàng trả tiền thì cô chú bác anh chị em trả thêm phí vận chuyển cho bên bưu cục giúp mình. Rồi mình sẽ lên mã sản phẩm đầu tiên của ngày hôm nay. Mã đầu tiên ngày hôm nay là mã Y271. Nhấn cái kéo cắt đó. Này cắt nẹp cắt gì á, nó cũ ha. Đâu cái này nó dài ba tấc à, nên thấy không có chỗ này thì nó không phân, chỗ này nó thì phân rưỡi, chỗ này nó không phân, chỗ này nó phân hai ha. Đó cái này người ta để cắt nẹp bấm ở đây nè, mình gạt nó bung lên ha. Tuy nhiên cái lưỡi này thì mình thấy nó không có được đẹp ha, nè. Nó có xấu ha, ta xài nó có cấn cấn đó nên nhìn thấy ha. Thì nó cũ, tình trạng nó cũ thì mình bán theo cái giá cũ ha. Lấy mấy cái cây này nè, nó nằm bãi nó cũng có cấn có cong nè, em thấy ha, nè. Đó, nó có cong đó, cái cong nó chỗ này nó có gân gân luôn ha. Rồi cái này mình cũng xài được ha. Này thì mình không có cái nẹp mình thử đó, lấy tốp DC 100 bấm xuống thì mình thấy nó chạy ha. Cái này nó gì thì anh em nhắm xài được mua ha. Bán cái giá này là cái giá giống như là kiếm vài chục ngàn đó nè ha. Chứ nhiều khi nó cũ thì mình bán theo cái giá cũ ha, chứ không phải cây này mới thì nó không có cái giá này ha. Anh em lưu ý, anh em nhìn thấy lưỡi người ta có xài qua ha, đó, nó có khờn khờn giận giận cho nó xíu á ha. Anh em mà nhắm xài được mua ha. Rồi cái này bán 200 á, mã hàng là Y271 ha. Này của top, cái này mới nó cũng mắc tiền. Nó có đóng chữ ra văn ha. Cái đuôi gà sao mất rồi ha. Y272. Bán cái này. Cái này cắt ống của MCC, cái này thì nó quen thuộc. Cái này còn xài ngon nè. Lưỡi nó cũng còn im nè. Nên thì nó thông dụng hơn cây kia ha. Đó. Nó có đóng chữ ra băng. Cái này nó cắt được ống 27 trở lại. Để mình lấy ống vừa thử. Ống là ống 27 nè. Mình xây nhà cái ha. Mình lắp nhà cái ta thôi, mình cắt đứt rồi. Đó. Cái này thì nó còn im, còn cái móc gà luôn ha. Nó có xài thì nó có dấu thôi nè, chứ nó không phải là mới tinh ha. Rồi cái này cái móc gà lại thôi, có chóp sơn chóp xi ha. Đó. Bán 260, mã hàng là Y272. Y273 bán cây mỏ đất cũ của Banco đó. Này của Thụy Điển nè, nó sai là ba tấc đó, gì ba tấc. Ở đây thì cái phần này người ta có lấy đồ người ta giống như người ta đóng cái này, nó chạy xước cái này ha. Cái miệng thì người ta cũng có xài, có dấu khờn nè đó ha, có khờn có độ gơ ha. Cái bên cô thì nó có độ gơ, nhà mở là 3 phân rưỡi, 3,5 cm. Đó ha, tình trạng nó vậy, cũng cũ. Bán 240 ha, 240 ngàn, mà hay là Y273. Y274 bán cây mỏ lết dân của Mỹ, mỏ lết nghiêng nè. Cái này hôm nay mình giảm giá mình bán luôn ha, còn cây một. Cái này cũng hết, em không có đi bãi, không có lấy này nữa. Cái này bán không có hiệu quả. Cái này mình đo 6 phân rưỡi ha, còn cây duy nhất của Mỹ. USA nó để là 12, có dính sơn thôi, cái này là dính sơn, cái miệng còn nguyên. Thì nằm bãi nó có ố xét đó, phần sắt ha.
Mình xài là xuyên thu luôn chứ hư hao gì hết. Mình đóng lại mình đo gì nó là 28 á. Thương hiệu của nó nè. Nó cái đấy. Ohio USA đó. Có chốc sơn thôi. Cái này bán 220, mà hay là I274. I275. Bán kỳ. Cái kia mẫu quà trượt, kiểu nó trượt như này. Nó trượt gì thì mình kẹp tới đâu nó dính tới đó. Kẹp đâu nó dính tới đó thôi, tự điều chỉnh. Cái này đo như vậy nè, 23 ha. Nhà mở về thì nó khoảng 4 phân. Cái miệng thì người ta có xài qua đó, thì nó cũng có dấu ô ô xét xét ha. Do nó cũ nhiều khi mình cũng không có trao chuốt nó nhiều. Cái này nó cũng của Mỹ đó. Này, nó có đóng chữ ở đây ha. Đóng chữ USA ở đây nè, anh em thấy không? Nó cũ không có chùi rửa nó nhiều. Phần cán thì nó có chạy xước. Có tét đây xíu. Nói chung cũ đi ha. Robo Gip. Rồi cái này bán 230, mã hàng là I275. I276. Có cây kìm mẫu quả lớn. Em thấy nó lớn không? Cây 4 tấc rưỡi này nhiều khi cũng ít gặp. Nên mình đo nhìn ha. Nó 44 à. Nhà mở rồi. 9 phần xét ra luôn vậy ha. Nó khoảng hơn 9 phần 9 phần 3 đó ha. Đó này nhìn thấy ha. Xét ra luôn nè. Nó để vậy. Cái này thì miệng nó thẳng. Đó mình chưa cứu hết. Hết gì là đo. Nó còn một găng nữa nè. Tới 10 phân rưỡi à. Hồi nãy nó còn một cái mất cái găng nữa đó. Nè nè thấy không. 10 phân rưỡi. Ngà mở lớn dễ sợ không. Nó xài cái cơ cấu mang cá vậy. Cái miệng còn nguyên ha. Mấy con này nó có giống như xét xét hay nó dính cái gì đó ha. Đúng tôi. Cái này nó dính dơ thôi ha. Nè, cạo nó ra anh em ha. Dính dơ. Nó dính dơ mình cũng không có trao chuốt nó nhiều nên cũng mới lấy á ha. Cái miệng còn mới tinh. Đó, xài mang cá nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mức. Cái này thương hiệu của nó là Sanki nè. GWB400 ha. Đó. Bên đây thì nó có đóng chữ da băng đó. Ha. Anh em nhìn thấy ha. Cán thì nó cũng còn tương đối. Có cấn cấn nhẹ nhẹ thôi. Nhưng mà không có tét tới trong. Đây nó có giống như dính tàn thuốc hay gì đây. Cái này mình bán 480 ha. 480 của Sanki. Đó ha. Nhà mở rộng cái dê luôn. Đó. Bán 480, mã hàng là I276 ha. Cái kìm mẫu ạ. Ở đây nó có dính giống như tàn ruốc. Ha, 480. I277 mình bán cục này. Cục gồng gọc á. Có một cục nó gì 23. Đường kính mình nó gì 8 phân rưỡi. Nên nó kéo để công dây được khoảng 12 ly ha. Còn đang tại nó mà không có chùi rửa vệ sinh nó chứ còn im. Nên nó kéo được 350 kg nè. Nó để là 3 chữ H có đóng chữ sao băng ở đây. Tem dán thôi. Này có cửa sổ mở nè. Ha. Rồi cục này bán 130. Hay là I277. I278. Có một cái móc. Chỉ có cái móc thôi. Cái này mình để ở đây, mình để ở đây vô mình móc đây. Nó cái móc mình nó vậy.
nó gì 21. Thương hiệu của nó nè đó. Mình chỉ có cái móc này thôi nè, bán 100.000 ha. Này phần này nó nhôm, phần này nó sắt, này sắt ha đó, 100.000. Máy là i2 78, i2 79. Bán cái cưa sắt này, cán này nó nhôm quy khói, chỉ có cái gảnh đây nhét lưỡi cưa vậy thôi ha. Cầm nó cũng chắc tay lắm, cái lưỡi này mới, cái này lưỡi của Sanki Nachi mới nè, có đóng chữ đây. Cái này bữa mình lấy được bịch mình còn để lần ha đó, lưỡi này còn mới tinh. Rồi, cái này bán 100.000 ha, thương hiệu của nó nè, này nhôm bán 100, mã hàng là i2 79, i2 80. Bán cái cờ lê, cái cờ lê này cờ lê lực, nói số của nó, cái này còn cũng đẹp, nó là số 17, giấy lực của nó là 17.6N.M ha. Chiều dài mình nói gì 22. Đó. Cái này của có đóng chữ ra băng nè, Super Tool đó. Để mình kiếm gì cái cờ lên mình thử. Cái này nó không nhảy nổi, này nó yếu rồi. Những cái cờ khác. À, nó nổ đó nè, còn cây kia nó nhỏ quá, để vô nó cong luôn. Cây này cũng còn khá đẹp ha, đó có ố ố đây xíu nè, bán 520 ha, nó là số 17 chứ, máy là i2 80, i2 81. Bán ba cái cờ lê có ba cây, ba cái cờ lê này của KTC đó, mới số 13 15 14 17 17 19 ha, KTC. Cái này mấy cái này còn mới tinh rồi, nước xin nó đẹp lắm, 13 15 14 17 17 19 nè. KTC ha, ba cái này bán 250, 250 ha, ai cờ lê của KTC hai đầu miệng hết. Cũng là gì đi ha. Đó. Bán 250, mã hàng là I281. I282. Có mấy cái tay dặn. Một, hai, 3, 4, 5, 6, 7 cái tay dặn ha. Nó này đó, không có chùi rửa vệ sinh đó đó nè. Đưa từ con trước. Cái này nó có đóng số cho đây chưa nè. Nó nhìn thấy không? Một cái ha. Cái này cũng có đóng số nè. Cái này mà do mình không có chùi rửa vệ sinh đó nè. Hai. Có cái này không có đóng số thôi ha. Ba. 4. Đây cũng có đóng số nè. 5.
này cũng có đóng số, con cá không có đóng số nhìn đó thôi, cái này cũng có đóng, cái này còn mới. Rồi có 7 cái này, bán 7 cái này ha, không có bán cái hộp này. Bán 260 ha, 260 ngàn, mã hàng là Y282. Y283 bán cái máy cắt, máy cắt này ha, nó xài điện 100W, cái này bữa mình thử là nó chạy ngon lành ha. Để mình cắm điện mình thử lại. Cái này của UOB đó. Cho nó chạy cho anh em coi thử nhé. Anh lưu ý là nó xài điện 100W ha. Cái này bữa nay mình có cái lưỡi này, cái lưỡi này mới. Cái đường cái lỗ này nè, mình gắn vô đây nó lọt. Nè ha. Cái khớp chỗ này nè, mình quay lại là nó vừa với cái lỗ này đó nè. Khớp chỗ này nè. Ha, mình đo nè. 98 cái lỗ này là vừa. Đó ha. Mình đo là nó vừa cái lỗ này, mình quay lại là mình xài được cái này đó, nè ha, là xài được cái lưỡi này, cái lưỡi này mới nè, nó, cái lưỡi này nó chắc cái gì ha, mà nó mới, nó mình kèm vô mình bán luôn ha, nó gì, cái lưỡi này với cái máy này, tại cái lưỡi này nó cũ quá, ha. Đó, cái này nó cũng ngắn gọn thôi, đo gì 21 thông số của nó nè, đó ha, em nào biết coi ha, lưu ý ha, nó xài điện là 100W ha, 210W 50-60 nè, nó để gì cho nên nhìn đó ha. Rồi cái này bán 330 với cái lưỡi này, vậy mình bán là 330. Anh em lưu ý điện 100W nha. Mình lên tiếp mã Y284. Bán cây mở đá mài. Đo về 18 năm. Bán 100 ngàn ha. Cái này của top. Có đúng chữ cho bạn đây. Y2816 bán cây này, cái này người ta để nông nghi nông ống gì vậy? Mình nói gì 25 đó là nhôm ha. Nên người ta có để số nè, cái lần này người ta khắc chìm ha, nó cũng cũ cũ rồi đó, cái này số này người ta chỉ dán lên thôi hay sao ha. Đó cây này nó thon thon vô vậy đó nè, hằng ngày mình đo chỗ này nó khoảng 21 ly ha, bán 230, hàng Y286 ha. Y287 bán cây này bấm phen, bấm phen trên đây ha, chứ không phải bấm đây, bấm phen cho người ta có cái phen, người ta bấm vô đây lại nè, cái này mình hết cái phen à. Nó có đông chữ sao bằng ở đây ha, thương hiệu của nó nè, mình bấm vô thì chỗ này nè, nó em thấy nó có cái lỗ không, đây là cái cỡ chỉnh, cái cỡ mình chỉnh vô mỏng ra nè, lỗ này thì khoảng 5 ly á.
cái này còn xài ok. Bán 160 hả? Hay là i287? i288. Bán cây này. Đó là cây bấm dây nịch. Đây là SK11 ha. Đó. Này thì mấy cái chân này nó còn đẹp. Để mình bấm thử. Bấm nè, ngon lành. Mấy chân này nó còn đẹp nè. Nó có nhiều cái cỡ khác nhau. Đo gì 24. Nó chỉ để SK11 thôi ha. Má hàng là I288 bán 200. I289 mình cũng có con cây nữa. Cái này thì nó cũ hơn á. Nó có mấy cái chân nó bị xét. Nè, chân này nó bị xét ha. Cái này nó cũ, có cái chân này nó cũng hơi lục nè, có dấu á. Anh em biết gỗ biết mài lại mua ha. Đó, còn mấy cái chân khác thì còn xài được. Để mình bấm thử nè. Chỗ cái chân, cái này nó hay xúc ra, để mạnh nó vô. Không, cái này mình vẫn bấm được. Cái chân nó lục nè, mình có cái chân nó lục thì mình sẽ bấm không được ha. Con chân này nó hư nè. Anh thấy không, cái này anh em về xử lý lại, dũa lại, gọt bỏ chân này không xài nha. Còn lại mấy cái chân kia là xài ok hết. Đó. Rồi, cái này bán 120 ha. Nó có mấy con cái chân nó hư anh em, chứ cái chân nó cũ. Cũng có SK11 luôn. Cái này bán 120, nó hàng là I289. I290. Bán cái kiềm bấm cót. Mình đo gì cái chốt luôn là 19 năm. Nó có mấy cái lỗ bấm gì đó, ba lỗ ha. Cái này của Hosan, đó là B737 ha. Xe bánh cốc này ha. Bấm nó bung ra thôi đó. Cái này thì anh em tra mấy cái lỗ này mình nghĩ chạy từ 800 năm trở lại ha. Không có để nó để chữ nhật không à, để 1.6 × 2 để còn cái này chữ nhật ha. Cán thì nó có cũ cũ, không có chùi rửa vệ sinh gì nó vậy ha. Đó. Nó còn ok, bán 300 ha. Má hàng là I290. I291. Bán hai cây này. Cái tiệm cắt tú cơ á. Cái này của Hojan. Mình đo gì 16 năm. Kèm theo nó là cái kìm mỏ nhọn, cái này mình đo cũng 16 năm luôn ha. Đó. Cái này tú còn ok, lưỡi cắt còn ngon lành ha. Cái kìm mỏ nhọn cũng cũ cũ à. Kèm vô kèm lại bán luôn. Cái này của Victor đó. Rồi bán hai cây. Bán 120 ha. Nó là I291. I292. Bán cái túi dây điện.
xài hai cái lỗ nhỏ, lỗ đôi mà lỗ nhỏ. Chữ D. Cái này bán 150 ha. Nó cũng hơi cũ cũ nhưng mà nó còn xài ok. Kéo là nó cũng cũ cũ, có chạy xước thôi, cũng không không có đến nổi ha. Mà còn ok. Bán 150. Máy là Y292. Y293. Bán cái kìm đó gì 24, kìm này cầm rất là nặng tay. GB ra băng có ba cái lỗ vậy thôi, số 1, số 2, số 3. Dưới phần trên đây người ta để cắt kẹp cái gì, nhưng nó có tóc xi ha, tóc xi mà cầm rất là nặng tay nè. Cái này bán 130, nó là Y293. Mình nhảy cái cây này ha. Cái này mã là Y285, có hai lò xo vậy đó. Cái nhỏ là dài 25, cái lớn là dài 30 ha, hơn 30 xíu. Cái nhỏ là 9 ly rưỡi, cái lớn là 12 ly 7 ha, 13 ly rưỡi chứ đó ha. Đó như nè, đó này để ta đút vô cái ống ta uống nè, uống cho nó không có dập cái ống. Bán 100.000, máy hàng là Y285 ha, hai cái lò xo. Bán 100. Mình lên tiếp mã Y294 ha. Bán cái kìm. Kìm này nó cũng lạ lạ, nó có hình hai con chim á. Đó. Để gì mình kéo cái mức này không? Mức này nó lớn hơn. Đó, kéo này xuống mình chỉnh cái mức này. Chỉnh nó số 1, số 2 ở đây nè. Đó. Cái này để mở ốc tán gì nó nhỏ nhỏ thôi nè. Mình đo gì 20 ha. Nó là thép nó cũng ố xét xét rồi. Ở cái mức này thì nó cứng tay hơn. Cái này nó xài cái nhông ở đây thôi. Đó, anh em lấy mấy cái nhông thôi. Nhưng mình nhận thấy nó cũng ngon á. Do nó cũ. Này kệ bán ta mua người ta chơi thôi chứ khi ta cũng không xài gì nhiều. Nó là lạ. Gân miệng cũ ha. Bán 200. Nó hàng là Y294. Y295. Cái này cái mỏ lớp nhỏ xíu à, dặn như vậy, dặn nó hở xíu vậy nè, nó không sát ha. Đo gì 15, nó là tiện game trên cái game dưới nó vậy ha, hỏi ra thôi. Cái này cũng ta cũng mua chơi này chứ ta cũng không xài gì đâu. Vì là gần 3 phân ha. Đó. Còn cũng đẹp. Có đống chữ USA ở đây đó. Cái này thì giống như ta bọc cái gì. Cái này bọc chì, bọc nhôm mà giữ ha. Nó không hết 500, trên đây thì sắt, thì thép. Đó, cái này nó vậy ha. Bán 208. Đúng không? Cái này giống như cái đầu để người ta gõ chơi. Này mình đo gì? Khoảng 1/3. Đầu này khoảng 1/5 ha.
đó, bán 280, mã Y2 95. Y2 96 bán này, bán cái đồng hồ soi, cái đế tự, bán gì ha, cái này nè, cái này cái miếng nhựa này nó tét đó nè, nó bị tét cái này rồi, mình ghé vô để cho nó chung bộ thôi, và nó dẫn cái này xài ok ha, nè, con này còn đẹp, cái chui, cái này nó không có chui để gắn cái này vô, đấy, cây này nó gắn vô không có vừa, cái này nó lớn hơn, mình ghé đỡ vậy thôi ha, đó. Bán cái đế tự nè, tờ này cũng còn đẹp nữa, có đóng chữ sao băng ha, đơn gì là 6 phân, như là 4/3, cao gì là 4/8 ha, đó cái này cũng còn đẹp, dẫn này nó đó bán cái đó với cái này ha, gì cái đấy tự với đồng hồ mình bán 500. Má là Y2 96, Y2 97 bán cái thước gấp thì mình đo 12, nó xước xéo gì đi, 20 ha, cái này gấp, cái này là cm, bên đây là in, xài được gì xài. Bán 100.000, bán là Y297. Cái này có ố nè chứ, bây giờ chùi rửa nó cũng sạch hết nè, mình cạo cái sạch bao nè, bán 100, Y297 nè, bán 100.000, Y298 bán cái thước gấp, lo gì khoảng 16 năm ha, vì thì tập 10 nè, 10 đúng luôn ha. Đó, cái này cũng còn đẹp. Của xin qua đó. Bán 220, mã hàng là Y2 98. Y2 99. Bán cái cần siết. Cái này dài. Đó 36 không? Đấy là ton mà. Có đóng dấu díp nội địa. Xài 1/2. Đó ha. Có cái đầu nói nè. Đầu nói này của Lotte dài gì 12 năm 1/2 luôn ha, kệ có kèm quay kèm lại bán luôn đó, bán gì cục này của Lotte, cái này cũng xịn ha, bi bổng đồ còn ngon lành, nó còn nhúng, bán 230 đó, hay là Y2 99. Y300 mình bán cây cạo ép, có một cây, có một cây thanh em, bữa nay lấy đựng cây không có lấy đựng cặp, cái này đấy là 250 nhân cho 120, mở ngàm là được 2,5 tấc đó, mở gì nè là 2,5 tấc ha, đó mình còn mở thêm xíu nó được đó ha, nè. Đấy
đây mình xiết lên thôi, cao su còn. Hoặc lòng này thì mình đo lớn nè, đến 12 lần nè. Đó, cũng còn tương đối, có 1 cây thôi. Bán 200 ha. Mã hàng là Y300. Y301. Mình cũng có 1 cây nữa. Nó lẻ nè, bên này sẽ có nó lẻ hết trơn rồi. Cái này thì nó cũng cũ, mất cái miếng nhựa ở trên ha. Cái này thì ngàm mở 2,5 tấc luôn. Lọt lòng là 8. Đó ha. Màn hình nó gì nè. Nó có chạy đây nè. Nó chạy chỗ đây. 250 x 80 nè, nó chạy chỗ này thôi. Rồi bản nó nằm cái giật nặng nó đè lên đó, chạy. Em nào dễ tính thì mua ha. Bán 120, mã hàng Y301. Y302. Bán cái gì dít đóng. Cái này đo gì? Đó, đó, tới đây ha. Nhìn nè, để hết gì anh em hình dung đi ha. Đó. Cái bao dùng gì? Cái này thì nó lớn. Mình đo gì 37,6 à. Ok, chỗ này người ta để mình gõ đỡ nhát tay đó. Cái này người ta có xài nhiều, người ta có gõ nè, có dấu ha. Đó ha, có đóng chữ ra băng nè. Cái này của Vietcell đó. Anh em thấy ha, Vietcell. Chẳng qua nhân lợi là ngon lành. Cái mũi này là cái mũi để là Nova. Là cái mũi này là BH3 đó. Này gắn vô đây thì nó cứ ngắt rồi. Nè, đầu này đầu 1/2 ha. Xài đầu 1/2. Đó. Cái này bán 380 á, mã hàng là Y302 ha, cái này của Vietcell. Mã hàng Y302 cũng là mã hàng cuối cùng của clip hôm nay. Mình chân thành cảm ơn em cô chú bác đã dành thời gian xem clip của mình. Hẹn em cô chú bác vào một cái clip sau. Bye bye.